Ở đây là một combo, một bộ combo dụng cụ phù hợp nhất với thợ. Thứ nhất là về vấn đề giá, thứ hai là về độ bền và thứ ba là về chất lượng. Đầu tiên là máy khò chính hãng Quick 850A, cực kỳ bền, nhiệt ổn định và gió rất ổn định, tay hàn cũng rất bền. Và đặc biệt là cái linh kiện thay thế thì bên No 2 có đủ từ mai so đến vỉ điều khiển các bạn nhé. Hàng này thì bền thôi rồi. Thứ hai chúng ta đề cập đến cũng là cái thương hiệu Quick, chính là Quick 936A, cái giải nhiệt độ từ 200 đến 480 độ C, tay hàn chính hãng theo máy Quick. Và ở đây cũng là những cái linh kiện đi kèm, mỡ kinh bo dùng để kho hàng. Còn nếu các bạn dùng để làm chipset thì các bạn nên sử dụng những cái dòng mỡ đắt tiền hơn. Một lưỡi hàn tặng kèm cho các bạn là lưỡi hàn Quick chính hãng các bạn nhé. Tất cả là đồ chính hãng các bạn. Thiếp 50g không chì, giảm cái độ độc hại và sáng cái mối hàn cho các bạn như là nhà máy hàn các bạn. Và một cái nhíp Vetus. Giá cả bảo hành thì mình sẽ để chi tiết ở cái phần link mô tả. Các bạn mua lẻ từng linh kiện thì cũng có, và vui lòng Zalo số của mình là 0906 010103. Mua số lượng các bạn côn thẳng cho nhanh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.